Những ngày cuối năm là những ngày tất bật nhất của mọi người. Nhà nhà đều cùng nhau chăm sóc, dọn dẹp căn nhà của mình. Gạo thì mua châm đầy hũ để cả năm được trọn vẹn sung túc, ấm no. Gia đình mình cũng không ngoại lệ. Mỗi người một việc, chia nhau mà làm để chăm sóc cho căn nhà được gọn gàng, sạch sẽ, đón năm mới và tạo ra những bữa ăn ngon, những món ăn yêu thích cho cả gia đình cùng ăn trong những ngày năm mới. Đầu năm Giáp Thìn, gia đình Bí Đỏ xin kính chúc cô chú anh chị và mọi người xem video luôn luôn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và một năm mới tấn tới, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Đây là cái niềm vui của ngày Tết nè. Mẹ mẹ gán giữ truyền thống Việt Nam để cho con với em biết truyền thống Việt Nam mình nha. Đó. Tết nào cũng phải có bánh tét. Này là bốn đòn, là bốn đòn chay. Còn tươi, còn để thêm nước không? Chắc thêm quá. Như lửa bên đây á, nó nóng hơn bên kia cho nên mình nghiêng cái chảo ở bên kia. Tối đi con, cổng không? Rồi giờ á. Còn của hành quá trời kìa. Ủa. Quay là người ta làm cho nó xanh chi, còn ngũ vị hương á, thì ngũ vị hương nó không có xanh chi. Nó chỉ nghe mùi giống như quay thôi. Cứ khoảng 3-4 phút, 5 phút con lại con lắc lắc gì nè nha. Con muốn tập thể dục không? Không. Ừ. Muốn tập không? Tập đi. Con để tới chiều, tới giờ ăn con đi tập rồi sao được. Tập đi rồi chiều mình ăn nó ngon chứ con. Tập đi mẹ coi biết cho. Mà nhưng mà con phải uống ly sữa xem xin này ơi. Phải uống ly sữa, phải ăn chút xíu gì đó chứ con để bụng đói con tập không có tốt đâu. Cái cây mình chuẩn bị để cúng 30. Đây là keo dưa, dưa hành mình làm nè. Trái khóm nè, thơm nè, bưởi nè. Quýt nè. Quýt. Rồi cái này là táo nè. Người ta bên Việt Nam kêu bằng trái bơm. Nè, cuối năm cử không có chưng trái bơm, nhưng mà bên Mỹ xí xó đi mọi người ơi. Bên Mỹ gặp trái cây gì mua trái cây đó thôi. Đây. Đó, bên đây mình kêu bằng táo thì mình vẫn cúng táo, vẫn sắp lên mâm ngũ quả được. Rồi, đây là chậu hoa cúc. Rồi, lăng xăng dữ lắm luôn á nguyên ngày nay. Bây giờ em phải đem dây điện lên cho anh xào tiếp một chảo nếp mới nha. Tại vì mình xào vậy mình gói nó không bị khô nếp. Nè, con chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Ông bà, cô chú. Ông bà, cô chú. Anh chị. Năm nay là năm gì? Năm nay là năm gì? 2024. Giỏi. Đó cô bảy. Hai mấy rồi. Cho nên là cái này cho cho. Ý khổ quá. Năm nay gói bánh tét. Bánh tét màu cam nha. Nước này là nước từ cái hạt của trái gất nó ra, nó thấm vô nếp á. Mình lúc mình ngâm á thì nó không có thấm màu cam thật sự đâu, nhưng mà mình xào một hồi á, nước nó thấm vô nếp á, cái màu nó lên màu cam đẹp lắm. Đây đây là cái phần mình xào cho cái chảo trước nè. Đó, nó lên màu cam. Còn mấy đòn này là mấy đòn chay, mình gói chay trước để nấu cúng. Rồi sau đó mình sẽ nấu, mình gói mấy cái đòn mặn. Được rồi anh. Đúng rồi, làm hết hả? Làm một lần nhiêu đây thôi rồi mình hết mình xào tiếp. Tại vì anh xào nhiều quá khó xào lắm. Cái này anh biết cái này là cái gì không? Cái này là Mỹ á, Mỹ là nó để rộng mấy chai rượu, chai bia cho lạnh đó, nó để nước đá, để bia rượu vô nguyên chai rồi nó đổ nước đá vô. Mình chơi cái kiểu. Sao đừng có làm hết. Sao con biết vậy?
Hả? Nè sao đi. Sao con biết hay vậy? Mẹ nói con coi máy bay mà con biết chỗ này hả? Dạ. Hay vậy? Tại mẹ nói con. Chính rồi nè, cái này mà cuốn bánh tráng cũng hết sảy luôn, cuốn bánh tráng vô kẹo. Hoặc là ăn kèm với cái gì ta? Rau thơm. Ngon lắm. Một món nè. Chả giò là hai món nè. Súp cua nữa nè là ba món nè. Bánh tét là bốn món. Ngon quá bà con ơi. Chiều nay mà xiên xiên nữa là chiên lạp xưởng. Hai vợ chồng xin ngày nghỉ phép á. Lấy ngày nghỉ phép thứ sáu ở nhà từ sáng giờ chuẩn bị sơ chế thức ăn rồi nấu thức ăn nguyên một ngày nay luôn. Màu đẹp không? Em thấy rõ ràng không? Ơi dạ, hồi cái nó lên màu đẹp dễ sợ luôn á. Không có không. Đây là cái hộp của trái đất con giải. Wow, nếp dẻo quá anh ơi, bảo đảm luôn. Ôi, kìa cục quá, 3 phút nữa thôi. Nè, bà có thích cái này không? Thích. Sao mày thích cái mâm ba này? Tại con thích. Con thích, mẹ thích. Cái bả giống á, tại vì nếp nó mềm, nó nhẹ quá, nhẹo lợi quá á, mấy bả cứ mấy bả dỗ cho nó nguội bớt á. Nếp mà không có xào. Xào, xào luôn. Cũng có nhà xào chứ không phải là không sao. Xào, chính vì xào á, nó mềm eo á, nó nấu nó mềm eo cái nếp á. Thành ra cái đòn bánh tét nó nhẹ qua nhẹ lại, nó đâu có dựng lên, nó đâu có đứng thẳng đâu mà gói liền. Cho nên cứ vọng vọng, nó vọng vọng rồi lăn lăn rồi đè đè. Để khi một hồi cái nếp nó nguội từ 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 á, bắt đầu mới gắn được cái đòn bánh tét đàng hoàng. Đó. À, cái lò này chiên chả giò có lý ta, nó sôi đều đều nhẹ nhẹ vậy á, mà nó chín tiều ở trong á. Này quay sẵn cái tô bột này nè, bột năng. Để một chút súp cua mà chín mình chế bột năng vô cho nó sệt sệt á, cho nó đẹp. Nó sệt sệt mà nó trong nước cục nước súp lại nó mới đẹp. Bữa nay mẹ nấu súp cua thanh đạm mà mẹ không có để nhiều đồ vô. Bây giờ mình Tết nay mình có nhiều món nè. Đây là phần cua mà mẹ mua cua tươi á, mẹ về mẹ gỡ thịt nè. 16, 17 đồng tiền cua mà được con tô này nè. Rồi đổ vô nha. Nấu lộn, nấu hơi lỏng lỏng cho nó hút. Nó ăn mấy cái món khác nó ngán thì nó hút súp cua cho nó đỡ ngán. Bỏ vô một giá. Rồi. Bỏ vô một giá nữa. Quên nữa, đây một món nữa nè mọi người. Món này là món khổ qua giòn đậu hũ nấm mèo chay sốt với tương, sốt với nước tương, giống như là kho khô vậy đó. Which one? Đây là cái niềm vui của ngày Tết nè. Mẹ ráng giữ truyền thống Việt Nam để cho con với em biết truyền thống Việt Nam mình nha. Yeah. Đó, Tết nào cũng phải có bánh tét. Này là bốn đòn, là bốn đòn chay. Anh tôi còn để thêm nước không? Chắc thêm quá. Bánh tét nấu chín nè, để nguội nè. Khui hàng coi liền coi. Ngon không? Còn bánh tét nữa là xong rồi Kem này ơi.
còn bánh tét nữa là xong rồi, cúng rồi ăn con. Coi không, đẹp nè con. Mẹ hả, sốc. Ờ, không sao. Wow, đẹp quá, xinh này ơi. Ừ. Ngon quá nè. Thấy giống chưa, thấy em giống rồi, còn quay. Đẹp á. Trông quá. Ngon quá. Nè, trông đẹp nè. Bánh tét màu trái cất nè, đẹp quá chừng luôn. Đậu xanh, bánh tét chai, dưa củ hành. Wow, coi đồ ăn nè. Thức cua chả giò. Thức cua chả giò. Cái này là hủ qua. Hủ qua sốt dầu hào chay. Cái này là thịt thịt đỏ. Khìa. Dưa món nè. Dưa hành nè. Rồi mẹ đem bánh tét lên nữa cho nó đủ bột. Cuối cùng gia đình mình cũng có được bữa cơm cúng 30, rước ông bà, cúng trong nhà trong cửa cho ấm uống ấm cúng đề quề. Đây là súp cua nè, chả giò chay, bánh tét chay, khổ qua giòn nhân kho chay. Bên kia là có món thịt khìa, rồi rau sống, dưa món, dưa hành. Rồi ở trên đây là có bánh mứt, trái cây, hoa quả. Đó, nguyên cái chồng bánh tét đó là chưa có nấu nha. Tại vì gói bánh tét xong rồi là lo cúng, chưa có giờ để bỏ vô nồi nấu. Còn cái phần bánh tét này là tại vì mình gói buổi sáng để cho kịp chiều cúng á. Mọi người thấy cái bàn cơm của gia đình mình ấm cúng không? Đâu có cái gì, món gì mà gọi là cao lương mỹ vị đâu. Cũng là những cái món ăn thường tí của người Việt thôi, nhưng mà tấm lòng của mình. Mình rất là vui vì ngày hôm nay mình nghỉ làm ở nhà nấu nướng, xứng đáng một ngày chăm sóc nhà cửa nấu nướng để có bữa ăn cho gia đình, đồng thời cúng trong nhà trong cửa luôn. Rồi bây giờ tới giờ mình đi tắm rửa rồi mọi người ơi, nguyên một ngày nay làm quá trời làm. Xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video. Chúc mọi người năm mới, năm con rồng 2024 luôn luôn dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, phát tài phát lộc và mọi sự hanh thông. Xin cảm ơn mọi người. Rồi. Mất cơm, mất tắc, mất bí. Theo với phần mất chè rốt, ông bán tàu. Quên rồi. Quên. Ủa, cái này em không biết thật sự luôn ha. Cái này là mất khoai lang nè. Ha. Cái này sao giống mất khoai lang vậy? Nó có cái lỗ ngay giữa. Mất mất sen, mất củ sen. Ừ, có thể mất củ sen. Mất này mất củ năng. Củ năng có ngon không? Ngon lắm. Nó mà tươi á, luộc ăn ngon lắm. Thế sao? Thế sao như vậy? Ăn giống như hạt dẻ, giống như chestnut vậy đó. Này là gì? Mất khoai lang. Ở này là bánh in. Bánh in ngày Tết thường hay ăn lắm, tại vì nó thơm á. Nó thơm á, Tết người ta thích ăn cái gì thơm, màu đẹp.